Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè sâm bổ lượng. Đây là món chè thơm ngon, thanh mát giúp các bạn giải nhiệt trong những ngày nóng. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi thêm một cái món siêu mát, siêu ngon mà mình muốn giới thiệu với các bạn ha, đó chính là món sâm bổ lượng. Thì cái món sâm bổ lượng bây giờ người ta bán theo cái set đó các bạn. Một set nó có rất nhiều cái nguyên liệu như thế này nè, đầy đủ cho các bạn luôn. Về là mình nấu thôi, mình khỏi cần phải đi mua lỉnh kỉnh từng cái nguyên liệu ra, nó rất là mất thời gian. Thì trong cái set này của mình mua là nó rất là sạch sẽ nè, các bạn thấy không, người ta đóng bao bì sạch sẽ. Và nó gồm có những cái gì? Đầu tiên nó sẽ có là một cái gói, cái này là nhãn nhục nè, rồi hạt chia nè, táo đỏ này, táo đỏ người ta sắc lát rồi các bạn. Và cái này là phổ tai, phổ là pê phở các bạn. Hôm bữa mình có giới thiệu qua cái này mà nhiều bạn không biết. Cái này thật ra nó là một cái dạng rong biển á, mình nấu ăn cho nó mát nha. Cái này lát nữa mình rửa rồi mình ngâm ra, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Nếu mà ai chưa làm thì mình sẽ hướng dẫn. Rồi cái này là hạt sen khô nha các bạn. Cái này là rong biển nè, rong kiểu như rong sụng đó các bạn, ăn nó giòn giòn rất là ngon. Rồi nấm tuyết, nho khô nè và táo đỏ. Cái này là táo đỏ lát, cái này là táo đỏ trái. Ngoài ra thì các bạn sẽ mua thêm cho mình là trong cái set này thì đương nhiên không thể nào thiếu được bo bo rồi. Bo bo này mình đang ngâm nè, ngâm có khoảng 2 tiếng nha, rồi mình đem đi mình nấu. Và trong cái set này thì các bạn sẽ cần phải mua thêm là đường phèn hoặc là đường cát cũng được, nhưng mà đường phèn nấu ăn cho nó mát. Ngoài ra chuẩn bị thêm ít lá dứa nấu cho thơm và ít cái củ sen. Đó là về cái món sâm bổ lượng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước nha các bạn, để mình đi luộc hạt sen. Nếu mà các bạn không thích hạt sen khô thì các bạn mua hạt sen tươi cũng được nha. Cho vào đây. Mình để cái lửa trên mức nhỏ chút xíu ha, mình luộc cho nó mềm luôn nha. Và khi mà các bạn luộc cái hạt sen khô này nó sẽ khác cái hạt sen tươi. Mình sẽ không có ngâm nha các bạn nha. Mình không có ngâm giống như bo bo thì các bạn phải ngâm rồi các bạn nấu mới được. Còn cái này các bạn không ngâm, bỏ vô nồi mình nấu luôn nha. Đây là cái nồi hạt sen này các bạn. Sau khi mình nấu thì hạt sen mình nó chín nó mềm rồi đó. Phải chín cho mềm, thật là mềm nha. Rồi các bạn cũng tắt bếp, các bạn đậy nắp lại, các bạn ủ thêm cho mình khoảng 15 phút nữa. Thì như vậy nó sẽ mềm kỹ. Các bạn để vào trong tủ lạnh nó không có bị cứng nha. Ok ha, tắt bếp và đậy nắp nha các bạn, đậy nắp kín lại nha. Bo bo sau khi mình ngâm cho nó nở mềm rồi đó các bạn thì mình cho vào trong nồi ha, mình sẽ nấu cho bo bo mình nó chín nó mềm luôn nha. Đó, hạt bo bo này các bạn ngâm nở rồi mình hãy nấu nha. Về cái bo bo này các bạn, sau khi mà mình nấu cho nó mềm rồi đó, nấu cho nó mềm rồi thì các bạn tắt bếp. Mình lấy cái nắp á mình đậy lại, mình sẽ ủ thêm có khoảng 10 đến 15 phút nữa nha, rồi mình mới cho nó vào trong cái nồi sâm bổ lượng. Rồi bây giờ về tất cả những cái nguyên liệu này mình sẽ rửa thật là sạch nha các bạn, rửa qua nhiều lần nước cho thật là sạch luôn. Rồi sau đó mình sẽ để riêng từng phần, ví dụ như cái nhãn này thì mình cho vào sau, mình không cần phải nấu. Nho khô cũng vậy ha, mình cho vào sau, mình nấu khoảng 2-3 phút thôi. Thì tất cả những nguyên liệu này thì bây giờ mình đem đi rửa nha, rửa thật là sạch luôn. Rồi bây giờ đầu tiên trước khi mình nấu cái món sâm bổ lượng này thì mình đi sơ chế tất cả những nguyên liệu này, các bạn rửa sạch sẽ, sau đó mình để cho nó vớt ra ha. Bây giờ đầu tiên là về cái hạt chia nè, thì các bạn ngâm. Hạt chia này mình ngâm nó có khoảng 20 đến 30 phút ha các bạn ngâm với nước sạch nha. Một lát nữa mình sẽ lọc nó qua cái rây thôi chứ mình không có rửa lại. Đây ha, mình đổ hạt chia nó vào trong cái ly này, ly nước sạch nè, đổ vào đây ngâm. Rồi bây giờ về cái phổ tai và cái rong biển nè, phổ tai và rong biển hai cái này thì các bạn rửa sạch sẽ đi, sau đó mình sẽ ngâm. Các bạn ngâm với nước lạnh nha, đừng ngâm với nước nóng, nước ấm ha. Mình ngâm với nước lạnh, ngâm cho mình nó cỡ khoảng 20 phút nha thì nó nở ra. Rồi nấm tuyết cũng vậy luôn, đây là nấm tuyết. Nấm tuyết mình cũng rửa sạch sẽ ha, rồi sau đó mình cũng ngâm với nước khoảng 10 phút 15 phút cho nó nở ra. Nấm tuyết thì nó nhanh nở lắm. Riêng về cái táo lát, nho khô với lại nhãn nhục đó các bạn thì các bạn chỉ cần mình rửa sạch sẽ là được rồi, mình không cần phải ngâm ha. Đây là nhãn nhục nè, về rồi mình rửa sạch sẽ rồi không phải ngâm. Rồi bây giờ hai cái rong biển này nè các bạn, thuộc tính của nó là rong biển nên là nó sẽ hơi tanh cái mùi biển á. Các bạn nào dùng rong biển các bạn nấu thì các bạn biết ha, nó sẽ hơi tanh cái mùi biển. Thì để khử cái mùi tanh đó thì các bạn dùng thêm một miếng chanh cho mình ha, mình vắt vào hai cái thau nước này. Trong quá trình ngâm á, các bạn vắt một miếng chanh ha thì nó sẽ khử được cái mùi tanh của rong. Đó, đây là cái phổ tai ha các bạn ha, phổ tai nha. Rồi cái này là rong ha, rong biển, rong sụng này các bạn. Cái rong này thì mình ngâm xong là mình thấy ăn được ha, hoặc là mình nấu sơ qua. Cái rong này trộn gỏi ăn cũng rất là ngon các bạn, nó giòn giòn. Còn cái phổ tai này thì ăn nó cũng giòn nhưng mà độ giòn nó ít hơn. Ăn những cái này thì nó rất là mát, đặc biệt là trong cái món sâm bổ lượng lúc nào cũng có hết. Rồi ok ha, như vậy thì mình cứ để đây mình ngâm nha các bạn nha, ngâm cho nó nở ra. Đây cái rong biển và cái phổ tai sau khi mà các bạn ngâm được khoảng 20 phút rồi đó, trong này nó nở ra này ha. Thì bây giờ mình sẽ rửa lại nha, rửa thật là sạch luôn, rồi mình vớt ra để ráo, để lát nữa mình đi nấu nha. Sau khi mà mình rửa sạch sẽ rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cắt cho nó ngắn bớt nha. Tại vì cái này cái rong biển cái sợi nó dài lắm. Nếu mà không cắt lát nữa mình cho nó vào trong ly á, nó sẽ rất là dài, khó ăn. Nên là mình cắt cho nó ngắn bớp. Nhưng mà cũng đừng có cắt cho nó vụn quá ha, nó cũng phải còn sợi sợi á, ăn nó mới ngon ha. Và cái rong này cũng vậy luôn ha, cắt cho nó ngắn bớp. Rồi, như thế này là được nè. Nha, cái này để ráo đi ha, các bạn rửa qua khoảng 6 đến 7 lần nước nha các bạn. Sau khi ngâm á, mình rửa qua 6 7 lần nước cho nó sạch hết nhớt. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình nó cỡ khoảng 2 lít nước nha, 2 lít nước. Rồi mình cho vào đây là cái phần củ sen. Củ sen thì mua về các bạn rửa sạch sẽ rồi mình xắt lát ra, xắt lát mỏng mỏng á các bạn. Rồi mình cho vào đây mình nấu. Nấu cỡ khoảng 20 đến 30 phút ha, để cho củ sen mình nó cũng còn tùy. Ví dụ như các bạn thích ăn giòn thì các bạn nấu nhanh thôi. Ha, nấu cỡ khoảng 30 phút thôi, còn nếu mà mình muốn ăn nó mềm á thì các bạn nấu cỡ khoảng 45 phút. Hoặc là 1 tiếng ha, thì nó sẽ mềm. Nhưng mà đa phần hình như là mình thích, mình thấy các bạn thích ăn cái củ sen nó giòn giòn á. Nên nấu khoảng 30 phút ha, cho nước sôi rồi hãy thả vào nha các bạn. Sau khi mà mình nấu được khoảng 30 phút rồi đó các bạn, lúc này mình sẽ cho đường vào ha. Thì khi mà các bạn mua cái set đó người ta cho các bạn đường phèn rồi, nhưng mà mình dùng cái đường phèn vàng này nè các bạn, nó sẽ thơm hơn. Đường phèn Quảng Ngãi nha. Thông tin về cái set sâm bổ lượng và cái đường phèn Quảng Ngãi này mình sẽ để trong cái phần bình luận á. Các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ bấm vào trong cái đường link đó có để các bạn mua. Còn bạn nào mà không thấy thì các bạn cứ để lại bình luận nha. Mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn mua set chè sâm bổ lượng và đường phèn này. Đây, đường phèn Quảng Ngãi này các bạn ha, rất là thơm luôn, vị ngọt thanh. Dành để mình nấu chè đó rất là ngon. Cái lượng đường thì nó tùy vào cái đồ ăn ngọt nha các bạn. Các bạn cho khoảng 100 đến 200 gram. Ví dụ như các bạn ăn với đá thì các bạn cho khoảng 200. Còn nếu mà mình ăn không á, ăn kiểu mà ăn lạnh á, ăn mát á thì các bạn cho khoảng 100 gram thôi nha. Rồi mình cho táo đỏ vào đây luôn ha. Táo đỏ này, táo đỏ trái nha các bạn, cho vào đây. Các bạn nấu khoảng từ 5 đến 7 phút. Sau đó mình sẽ cho táo lát vào. Đây lúc này thì mình thả vào đây là một cái bó lá dứa luôn nha. Lá dứa thì mình cũng không nên nấu lâu quá ha các bạn. Nấu nó vừa thôi thì nó thơm, chứ còn nấu lâu quá thì nó cũng bay hơi đi hết. Cái thứ hai nữa là nó bị cái vị nó nhẫn nhẫn á. Nên là mình nấu nó cũng vừa thôi ha. Đó, cho táo và lại cho lá dứa vào rồi thì các bạn nấu thêm cho mình nó khoảng từ 5 đến 7 phút nữa nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho táo lát vào đây nha các bạn. Các bạn nấu cho mình khoảng từ 2 đến 3 phút. Khi mà các bạn cho đường vào trong cái nước á thì các bạn đừng có cho nó ngọt đủ nha các bạn. Các bạn cho nó hơi ngọt một chút ha. Nói chung là nó hơi ngọt thôi chứ đừng có ngọt. Tại vì đường ở trong táo nó sẽ ra nữa. Nên nếu mà các bạn mà cho nó ngọt là một lát nữa nó sẽ rất là ngọt. Thì 2 lít nước là mình tính cho các bạn rồi đó. Các bạn cho khoảng 100 gram đường nó vừa. Ăn với đá rất là ngon. Đó, giờ mình nấu khoảng 2 đến 3 phút nữa ha để cho cái táo lát đó, nó nở ra. Rồi lúc này mình tiếp theo đó là mình cho nho khô với lại nhãn nhục vào đây ha. Thật ra thì cho nho khô vào mình nấu thêm có khoảng 1-2 phút nữa ha các bạn, tại vì cái nho khô nó sẽ nở nhanh hơn, cái nhãn nhục nó sẽ nở nhanh hơn cái nho khô. Và nhãn nhục nếu mình nấu lâu quá thì nó cũng bị mềm. Nhãn nhục này nấu vừa tới thì nó mới ngon, nó mới giòn ha. Cho nhãn nhục vào rồi á, thì mình cho hết cái phần hạt sen với lại bo bo vào luôn. Nấu thêm cỡ khoảng 1 phút ha, 1-2 phút nữa rồi mình cho cái phần nấm tuyết vào. Cái nước luộc hạt sen với nước luộc bo bo thì các bạn bỏ đi ha, tại vì những cái nó rất là nặng mùi, bỏ đi. Mình nấu cái này thì nó thơm cái mùi củ sen với lại cái mùi táo đỏ là được rồi, lá dứa nữa. Nấu thêm một lúc nữa rồi mình cho cái nấm tuyết vào. Nấm tuyết nó chín rất là nhanh nha các bạn, thậm chí nước sôi các bạn thả nấm tuyết vào là nó đã chín rồi. Mình nấu lâu quá thì nó sẽ mềm, nó không có giòn. Nấm tuyết sau khi các bạn ngâm rồi thì mình cũng rửa lại thật là sạch luôn ha, rồi mình vớt ra để ráo. Lát nữa mình sẽ cho vào, nấu khoảng 1 phút ha. 1-2 phút nữa rồi cho vào. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho nấm tuyết vào đây ha. Các bạn nấu thêm cho mình nó khoảng 1 phút nữa là được rồi, là mình tắt bếp nha. Lúc này nếu mà các bạn nếm thử thì các bạn thấy nó ngọt hơn á, nó ngọt hơn cái lúc đầu lúc mà mình cho đường vào các bạn, tại vì đường ở trong nho nè, trong táo đỏ nó ra nó sẽ làm cho cái nước nó ngọt hơn ha. Đó, các bạn ăn với đá mát lạnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Sau khi mà tắt bếp xong rồi đó các bạn cho mình toàn bộ cái phần phổ tai vào đây. Phổ tai sau khi mà đã cắt ra rồi các bạn cho vào. Riêng về cái rong biển là mình để cho cái này nó hơi nguội một chút nha các bạn, rồi các bạn hãy cho vào mình ăn kèm. Rong biển thì thật ra là không cần phải nấu. Cái rong biển rong sụn nè, mình không cần phải nấu nha các bạn. Tại vì nếu mà mình nấu thì ăn nó sẽ bị mềm á. Và nếu mình để cho nó sôi quá thì nó sẽ bị nhão. Nó khác với lại cái này giống như là cái tảo biển vậy đó. Thì nó sẽ không có bị rã ra. Các bạn phải nấu rất là lâu rồi nó mới rã ra được. Chứ còn cái rong sụn đó thì nó nhanh rã hơn. Rồi ok nha, bây giờ mình sẽ tắt bếp ha, mình để cho nó nguội nha. Để cho nó nguội rồi mình cho cái hạt chia rồi đó. Rồi cái rong sụn vào nữa là xong. Đây ha, sau cùng thì mình sẽ cho cái rong biển sụn này vào nha các bạn. Cho cái rong biển này vào các bạn trộn đều lên. Để thêm cỡ khoảng từ 2 đến 3 phút ha, để cho nó thấm với nước đường vào á. Thì mình có thể bút ra mình ăn được. Hoặc là cái rong sụn này các bạn đi trộn với đường trước cũng được ha. Mình trộn riêng với đường á, để cho nó thấm vào nó có vị ngọt ngọt. Ăn nó sẽ ngon nha. Đó, ví dụ như ban đầu nếu mà mình thấy cái, ví dụ như bây giờ cái lượng nước này các bạn thấy không, nó vừa ha, như nhà mình ăn là vậy. Ví dụ như mà nếu mà các bạn thích ăn nó nhiều nước hơn đó, thì các bạn đổ vào đây khoảng 3 lít rồi mình nấu ha. Ban đầu mình đổ khoảng 2 lít là mình nấu ra nhiêu đây. Đó các bạn thấy không, đó cỡ này nè. Đó thì mình ăn topping nó nhiều một chút ha cho nó ngon. Rồi bây giờ chuẩn bị múc ra ly và thưởng thức thôi. Rồi sau khi mà cho đá vào rồi đó thì bây giờ mình sẽ múc chè ha, mình cho vào xăm mỗi lượng nha các bạn. Chè xăm mỗi lượng nè. Đó, trời trưa nóng mà các bạn có một ly sâm bổ lượng này ăn á, cực kỳ thơm mát luôn. Đó thì thay vì mà các bạn phải đi mua nhiều nguyên liệu đúng không, thì bây giờ các bạn chỉ cần mua là một set cái sâm bổ lượng thôi, về mình nấu ra. Với cái set này thì các bạn nếu mà tính bằng ly thì các bạn có thể nấu khoảng từ 13 đến 15 ly sâm bổ lượng nha các bạn. Rồi cho lên đây thêm một vài miếng củ sen nữa nha, ăn giòn giòn cực kỳ thơm luôn. Rồi sau cùng thì mình sẽ chan cái nước sâm bổ lượng lên nha các bạn, cho đầy ly nè. Cho đây thêm một ít hạt chia nữa nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè sâm bổ lượng. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.